Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2020 thì cũng chỉ còn là chưa đầy một tháng nữa cũng là Tết Tết Dương lịch năm 2021 rồi. Thì là chúc các bạn kiếm thật nhiều tiền và ủng hộ thật nhiều sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ bên mình các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng là 10 giờ, gần 10 giờ tối rồi. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình về được 10 mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý luôn cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về là con này, con Samsung S8 này. S8 này thì làm đây. Ngoại hình thì con này, con S8 này thì ngoại hình con này còn máy còn 90, trên 90%. Con S8 này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Tình trạng con này thì là màn hình đẹp kem, không ảm mồ hay không lưu ảnh gì. Chỉ mỗi cái cảm ứng của nó, cảm ứng con này chỉ bị hơi bị đơ tí góc này thôi này. Đơ tí một góc ở bên này được các bạn nhé. Con này thì tất cả dùng bình thường. Sao thằng đây mình vẽ full cho các bạn luôn đây. Vẽ thì ở đây thì vẫn full cho các bạn này. Vẽ tốt đây đi thì vẫn full nhé. Đấy. Đấy. Vẽ thì vẫn full. Đấy. Đấy. Vẽ thì vẫn full các bạn nhé. Chỉ là góc này thì nó hơi bị đơ một chút, nặng thì các bạn nhắn tin thì vẫn được, nhưng mà hơi phải hơi mạnh tay một chút nhé. Nói chung là hơi mạnh tay một chút. Đấy. Nhắn tin góc này được thì các bạn phải hơi dí mạnh tay một chút. Đấy. Nói chung là các bạn phải dí mạnh tay một chút. Đấy. Đây các bạn dí mạnh tay một chút. Cả bốn chỗ này này. Đấy. Nó hơi bị đơ tí vào cái nút trừ này. Đấy các bạn phải dí mạnh tay một chút nhé. Đấy. Con S8 này thì là phiên bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là RAM 4GB. Đấy, RAM con này là RAM 4GB này. Đấy, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Đấy. Con này thì bên mình đang bán với bạn giá là 1.900.000 nhé. Con S8 nhỏ này thì mình sẽ bán với bạn giá là 1.900.000. Các bạn mua về có như là chạy ứng dụng Grab hay là các bạn để chạy Uber thì cực kỳ tuyệt vời. Hoặc là các bạn là một máy phụ gọi kiểu nghe gọi nhàng nhàng rất là ok nhé. Đấy, các bạn hoặc là các bạn xem phim cũng được. Đấy, nói chung là Google bây giờ thì cái nút này thì nó hơi nặng một tí, các bạn có thể là tải Google nói về được. Rất là sướng đây. Màn hình thì màn hình là 5.8 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn nghe nhạc xem phim thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Con này thì có 1.900.000 các bạn nhé. Đấy. Nói chung là về các bạn đi ép cảm ứng cũng được thôi. Nhưng mà bên mình thì không sửa chữa. Thì mình nhập sao thì mình bảo luôn cho các bạn, nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 nhỏ này, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình là 0966221789. Số này mình dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Đấy, giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối các bạn nhé. Nếu mà các bạn nhắn tin cho mình mà nhắn tin cho mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình để đặt hàng. Và đây là chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Đấy, và tiếp theo là con này là con S8, con này là màu bạc nhé các bạn nhé. S8 màu bạc thì ngoại hình con này còn 90 trên 90%. Đấy, con này thì là màn hình cũng đẹp kem, không ảm ồ hay không lưu ảnh gì. Bản Hàn, 2 SIM 2 sóng, màn hình là tràn viền 5.8 inch. Độ phân giải màn hình con này là 2K các bạn nhé. Đấy, chỉ bị đốm chấm một tí ở góc này thôi. Đấy, con này chỉ bị chấm một tí ở góc này thôi. Con này thì bên mình đang bán S8 này. Con S8 bản Hàn này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.700.000 nhé. Chỉ chấm tí ở cạnh này thôi. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.700.000. Đấy, S8 này. Con này là 2.700.000 các bạn nhé. Đấy. Chấm một tí thôi. Nó chấm này thì các bạn dùng thì nó không bị loang đâu, nên các bạn yên tâm không phải lo nhé. Chấm này thì nó dùng, các bạn dùng thì không bị loang màn hình đâu, nên các bạn không phải lo nhá. Đấy, con S8 này thì bên mình đang bán với giá là 2.700.000, bản Hàn, 2 SIM 2 sóng, máy đẹp kem, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đổi mùa 1 tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Con này là 2.700.000 các bạn nhá. Đấy, S8 thì mình này về rất nhiều. Đó. Đây, con này thì hôm nay nhà mình về con này thì là màn hình đẹp kem, không ảm ồ hay không lưu ảnh gì, cũng là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Đây.
Đấy. Con này thì ngoại hình còn 90 trên 90%. Con S8 này thì bên mình, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3 triệu 500k nhé. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3 triệu 500k luôn. Con S8 màu đen là 3 triệu 500k nhé. Màn hình 2K mà thật các bạn xem phim các bạn. Quá tuyệt vời luôn, quá là đẹp luôn. Màn LED Note. Con S8 này các bạn nghe cái loa đàm thoại nó nghe sướng lắm. Các bạn nên bỏ tiền cho các bạn xứng đáng luôn. Đấy là S8 đấy nhá. Đây và con này. Và con này thì mình sẽ đâu, con này thì là mình ấy thôi. Con này là màn đơ. Đây. Và con S8 cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về, con này là màn hình con này thì là hơi ám một chút nhá. Đấy. Đây. Con này thì là màn hình hơi ám nhẹ một chút thôi. Các bạn nhìn kỹ thì mày thấy nhá. Đấy. Màn hình con này thì là hơi ám nhẹ một chút thôi. Đấy. Con này thì là ngoại hình vẫn còn 90 trên 90%. Con này cũng là bản hàng 2 sim 2 sóng. Con này thì bên mình đang bán với mọi giá là 3 triệu đồng nhá. Đấy, con S8 này thì là 3 triệu đồng các bạn nhá. S8 nhỏ này là 3 triệu nhá. Đấy, rất là sướng nhé. S8 các bạn dùng cực kỳ là phê luôn ạ. Con này thì là bên mình đang bán với mọi giá là 3 triệu đồng nhá. Màn hình con này thì là màn hình không đốm điếc gì nhá. Không lưu ảnh gì, chỉ hơi ám nhẹ một chút thôi. Các bạn nhìn thấy kỹ thì mới thấy. Đấy, 2 triệu. À, 3 triệu đồng các bạn nhá. Rất là rẻ các bạn ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về cái này con Samsung S9 Plus. Đấy, S9 Plus thì con này là bản hàn 2 sim 2 sóng. Màn hình của nó là tràn viền 6,2 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. RAM con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Đấy, RAM con này là RAM gì nhỉ? RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 64GB. Bản hàn 2 sim 2 sóng. Con S9 Plus này thì là màn hình của nó thì đẹp kem nhé. Không ám màu hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình thì con này còn 90 trên 90%. Con S9 Plus này thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 800k nhá. S9 cộng này. Đấy. Màu tím khói này thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 900k nhá. Rất là rẻ luôn. Nói chung là mấy năm về trước thì mình cũng mơ ước là có tiền để mua sản phẩm này, nhưng bây giờ rất là rẻ. Các bạn mua cũ những sản phẩm S9 ấy các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. 4 triệu 800k con S9 Plus đấy các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 cộng này các bạn nghe hàng mình là sớm nhất nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Oppo, con này là Oppo F11 Pro. Oppo F11 Pro thì là RAM 6GB. Con này là phiên bản là 128GB. Con Oppo F11 Pro thì là ngoại hình con này còn độ 90% các bạn nhé. Máy thì đây còn 90%. Đấy, vỏ hơi phải theo thời gian thôi. Con Oppo F11 Pro này thì là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình con này là màn hình 6,5 inch. Đấy. Tràn viền rất là đẹp luôn. Đây camera thì là camera thò mấy thụt các bạn nhé. Đây camera đây thò thụt các bạn này. Ấn xuống nó chụp ảnh. Đấy, selfie cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 3,4 triệu nhá. Đó, mình sẽ hôm nay thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3,3 triệu thôi. Đấy, hôm nay thì mình vừa bán vừa thanh lý cho bạn là xài Tết luôn. 3,3 triệu nhá. Con Oppo F11 Pro phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB. Bên mình đang bán với giá là 3,3 triệu các bạn nhé. Rất là rẻ luôn. Còn dùng bạn dùng con này cũng sướng này. Châu bò lắm, dùng rất là phê ạ. Đây, Note 8 thì hôm nay nhà bên em lại về được mấy cây đây. Đây. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được mấy cây nhá. Rất là đẹp luôn này. Này, về được 3 cây. Hôm nay thì bên em lại về được 3 cây Note 8 đây. Lại luôn cho các bạn luôn, nóng hổi luôn. Đấy, Note 8 thì hôm nay về 3 cây. Note 8 thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình của Note 8. Note 8 thì là phiên bản của nó RAM 6GB này. Bộ nhớ thì sẽ bộ nhớ trong là 64GB. Mình sẽ xem con này là bộ nhớ bao nhiêu GB nhá. Con này là phiên bản đấy, RAM này là RAM 6GB này. Bộ nhớ con S8 này, à con Note 8 này là 64GB. Màn hình con này là màn hình tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Con S8 à, gì nhỉ? Con Note 8 này. Đây. Con Note 8 này, con này là bản hàn 2 sim 2 sóng. Ngoại hình thì con này là máy còn 90 trên 90%. Con này thì màu đen bóng các bạn nhé. Con màu đen bóng này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 500k con Note 8 này. Đây. Đấy, 4 triệu 500k luôn. Ngoại hình thì máy còn 90 trên 90%. Đấy, Note 8 đen bóng này, của hai anh chị rất là duyên dáng này. Đấy. 4 triệu 500k con Note 8 này các bạn nhá. Note 8 này thì màn hình đẹp kem nhé. Không ám màu hay không lưu ảnh gì. Đấy, 4 triệu 500k cho các bạn thôi nhá. Đấy, con Note 8 đấy các bạn nhá. Đây, và con màu xám này.
Màu xám này thì là mình sẽ định giá màn hình cho bạn nhé. Màu xám này thì con này thì màn hình của nó là ám nhẹ nhé. Ám nhẹ thì con này thì bên mình đang bán giá là 3.800.000. Phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con lót 8 các bạn dùng cực kỳ sướng luôn. Mà thứ hai cầm nhất là đẹp và rất là sang. Con này là 3.800.000 con lót 8 đấy các bạn nhé. Đấy. Nếu mà tin nhắn mà Zalo hay Facebook mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại đặt hàng nhé. Đấy, giờ làm việc mới bắt đầu 7 giờ sáng thôi và đến 10 giờ tối thôi. Và tiếp theo thì nhà mình lại tiếp tục con màu xám này. Con màu xám này thì nhà mình thì màn hình đẹp keng, không ả màu hay không lưu ảnh gì. Con này thì màu lông chuột nhé. Con này thì bên em đang bán nhận giá là 3 triệu gì nhỉ? Sorry các bạn là 4.500.000 nhé. Con màn hình đẹp keng này là 4.500.000. Tại vì giá nó 8 thì giảm dưới 4 triệu đồng thì không đâu có màn hình là đẹp keng cả các bạn nhá. Con lót 8 phiên bản 64GB này thì mình sẽ bán mọi giá là 4.500.000 con màu lông chuột đấy nhá. Đây ngoại hình rất là đẹp luôn. Màn hình đẹp keng luôn. Đấy. 4.500.000 nhá. Đấy. 4.500.000 này. Đấy, hai con là 4.500.000 nhá các bạn nhá. Đấy, và con này thì là 3.800.000 nhá. Đấy, rất nhiều điện thoại giá rẻ cho các bạn. Đấy. Đây, và hôm nay thì nhà mình về được mẫu này là mẫu iPad này. Con này là iPad 2 nhá. Đấy, iPad này, con này là iPad 2 này. iPad 2 thì con này là phiên bản là Wi-Fi 3G nhá. iPad 2 thì con này là phiên bản là Wi-Fi 3G. Màn hình con iPad 2 thì màn hình con này là 9,7 inch. Pin con này là pin coi như là 10.000, 9.000 đến 10.000. Các bạn dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Màn hình 9,7 inch. Các bạn mua về để xem phim, nghe nhạc, nói chung là xem phim XXI thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, iPad 2 đấy. Các bạn nghe nhạc cực kỳ là sướng nhá. Các bạn nghe nhạc, đọc báo, xem phim cực kỳ tuyệt vời luôn. Hả? Đấy. Đấy, iPad 2 thì con này là bản 3G Wi-Fi các bạn nhá. Đấy. Nè. Cực kỳ là sướng luôn. Đấy, con này thì bên mình đang bán giá là 1.700.000 nhá. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.700.000. Ngoại hình thì con này rất là đẹp, 90% nhá. Phiên bản là Wi-Fi 3G các bạn nhá. 1.700.000 cho các bạn nhá. Các bạn mua về đọc báo, xem phim, nghe nhạc hoặc là xem phim XXI thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Đấy, 1.700.000 cho các bạn nhá. Các bạn mua về hoặc các bạn cho các anh em nhỏ xem phim cũng được. Rất là ok, 1.700.000 nhá, rất là rẻ. Đó. Còn mấy mẫu giá rẻ nữa đây thì mình sẽ sơ lược nốt cho các bạn nhé. Đây, con này là VinMax BE này, BE3 này. Con BE3 này thì cực kỳ to và bự nhá. Con BE3 này thì cực kỳ to và bự luôn. Màn hình là màn hình của nó là 6 inch luôn. Đấy. BE3 màn hình 6 inch nhá. Đây. BE3 màn hình 6 inch, pin thì to như kiểu là cái nắm tay này. To như ở bàn tay luôn, pin thì to như ở bàn tay luôn. VinMax là máy của bác Phạm Nhật Vượng Việt Nam nhá. Còn VinMax BE3 này thì bên mình đang bán loại giá là 900.000 thôi. Máy to bằng cả bàn chân này. Đấy. Đấy, có 900.000 rất là rẻ, năm 2021 điện thoại cũ rất là rẻ. Các bạn đi mua điện thoại cũ giúp mình nhá. Đấy, các bạn đi mua điện thoại mới làm gì đâu? Nó lãng phí tiền ra và cấu hình nó không được cao bằng những sản phẩm này. Đấy, có 900.000 các bạn mua về tặng em nhỏ học sinh cực kỳ ok. Đấy, 900.000. Đây, con này con Oppo A37. A37 thì con này thì là gì nhỉ? 8 lít cho anh em nhá. A37 thì 800.000. Đấy, bản công ty, 2 sim, 2 sóng. Thâu của một em gái mưa đây. Đấy, 800.000 cho bạn nhá. Con Oppo A37 đây ạ. 800.000 nhá. Đấy, và tiếp tục con này là con Z5 Pro. Z5 Pro thì con Z5 Pro này thì là ngoại hình thì còn 90%. Đấy, màn hình con này là màn hình của nó là màn hình AMOLED luôn. Bản Hàn 1 sim. Bộ nhớ trong thì là 32GB. Đấy, Z5 Pro. Đấy, Z5 Pro này thì là 1.4 triệu cho các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này các bạn nhé, hàng liền sớm nhất nhá. Z5 Pro này 1.4 triệu nhá. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ các bạn sẽ người xem đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào lại clip vào tối ngày mai nhé các bạn nhé.